Dạ, Tài xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nè, kênh của anh Tăng Mập 79 TV nha. Dạ, Tăng Mập mến chào tất cả cô chú anh chị trên kênh của em và cô chú anh chị trên kênh của Tài 66. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chúc tất cả cô chú anh chị mình có buổi trưa nhiều sức khỏe, vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình và thành công trong công việc. Dạ, lời chúc của em thì cũng giống như lời chúc của anh Tăng. Đó, khỏi nhắc lại, lại thời gian cho cô chú anh chị mình ha. Quen rồi cô chú anh chị ơi, có nhiều đó tới luôn hoài à. Dạ, hôm nay á, là ngày 29 tháng 11 năm 2024. À, giờ này cũng trưa rồi đúng không anh Tăng? Có gì hỏi không em? Thì em lên đây, em gửi anh Tăng lên đây để cập nhật và gửi đến quý cô chú anh chị mình những thông tin đáng chú ý. Những thông tin mà cô chú anh chị mình đang quan tâm trên không gian mạng đang răng rổ ha. Ghê vậy đó, chia sẻ là gọi là chóng mặt. Đó, trên không gian mạng đó, thì cô chú anh chị biết việc gì không ạ? Đầu tiên thì em xin phép chia sẻ trước nha anh Tăng ha. Đó là tối nay tại quán bò xôi Lê số 386 đường Lê Trọng Thắng, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, có một cái chương trình giao lưu gặp gỡ với chủ đề là lời di nguyện của ba, của chủ Ngân Tuấn nè, anh Linh Tý nè, nghệ sĩ Dũng Nhí nè, nhóm Nhật Nguyệt nè, và có con nuôi của má Tư đó là Phan Di Thành và một ca sĩ trẻ nữa. Đó, giá vé là cô chú anh chị mình thấy không ạ? Không thay đổi nha, 250.000 bao gồm một ly nước. Một ly nước cho trong đó hết cũng vài chục ngàn rồi cô chú anh chị. Đó, giá vé 250.000 mà bao gồm một ly nước rồi. Mà hôm nay đặc biệt nha, đặc biệt luôn. Vợ chồng anh Lê Minh đang gọi là thổi lửa. Đang thổi lửa, hai vợ chồng đang hì hục thổi lửa. Giờ này vẫn còn thổi cô chú vậy. 300 cái bánh chưng để gửi tặng đến quý cô chú anh chị luôn rồi. Hai trên tay cầm tấm vé thì sẽ có một cái bánh chưng. Bánh chưng cả ký mấy luôn á anh Tăng. Rất là ngon, rất là thiệt. Ký mấy luôn hả? Một ký mấy cái bánh chưng. Trời ơi. Thì anh nghĩ đi ạ. Một cái giá vé là 250.000 là có một cái bánh chưng nè, một ly nước nè. Anh nghĩ là quá hời. Chúng ta đi xem ca nhạc, được giao lưu những người cô chú anh chị nghệ sĩ yêu thương mà mình được uống nè, rồi được quà đem về nữa. Rồi, quá là tuyệt vời đúng không? Đã vậy ta. Bên cạnh đó nha, là gửi xe miễn phí luôn. Cô chú anh chị mình đi xe máy đều gỡ được nè. Đi xe hơi có bãi đậu xe hơi miễn phí, không tốn tiền cho cô chú anh chị mình luôn. Và đi taxi khỏi gửi, mình cứ vào cửa đi vô coi thôi. Đi trước thì ngồi trước ha, sau thì ngồi sau. Đúng rồi. Và cô chú anh chị mình chọn những cái ghế ngồi mà phù hợp. Chắc chắn rằng á, nếu mà cô chú anh chị nào mà đã từng xem qua chương trình á thì sẽ biết được cái quán nó như thế nào và mình sẽ chọn cái chỗ chỗ cũ, tại vì cái chỗ mình ngồi quen thuộc đó. Chỗ cũ hơn cô chú anh chị. Chỗ cũ để mình ôn lại cái kỷ niệm. Ngày hôm nay thì tối nay vào lúc 19:30 thì em nghĩ là sẽ có rất là nhiều, ngoài những anh chị em nghệ sĩ, cô chú nghệ sĩ thì còn có những khách mời đặc biệt nữa, thì cô chú anh chị mình đến xem đi. Ai chưa mua vé thì hãy tranh thủ mua vé. Đà qua cái số điện thoại của bầu show Huy Lê 0903 039 119 để mình cầm trên tay một cái vé nha, để có một cái bánh chưng đem về làm quà. Đó, bánh chưng cũng gần tới xuân về Tết đến rồi, mình ăn bánh chưng trước. Em làm nói làm anh nôn quá em. Nôn mà. Nôn mà là sợ. Sợ gì anh? Sợ xuân. Sợ xuân hả? Trời ơi. Đúng rồi, xuân tới thì mỗi cô chú anh chị mình cũng khác này. Tên năm những mình ngày còn thơ ha, mình rất là mong ngày năm mới Tết đến ha, được có lì xì. Bây giờ già hết trơn rồi. Không ai lì xì hả? Không ai lì xì mà mới lì xì lại. Dạ. Chắc Tết nay trốn về quê quá. Đúng ai cũng vậy, có nhà ai cũng trải qua một cái tuổi thơ đúng không? Khi mà xuân về Tết đến ai cũng mong muốn được lì xì. Nhưng mà lớn rồi, ít lì xì lại. Nhưng mà mỗi lần lì xì cái là hơi bị đậm. Không phải đậm. Thôi, đó là những cái thông tin về bầu show Hy Lê và cũng như là chương trình tối hôm nay. Và tiếp theo thì anh Tăng sẽ có chia sẻ gì không? Đấy, tới là chuyên tục tới một chương trình của Tăng. Hỏi sấy đáp sâu. Hỏi sấy đáp sâu. Anh em là... hỏi với sấy. Tài nó phải môi sâu ra nó trả lời. Anh hỏi em hả? Anh phải hỏi tới chương trình là của anh mà. Một bụng nha anh. Trời ghê vậy. Em một bụng nha. Anh bụng gì? Sáng nay là ăn ổ bánh mì nha. Một bụng. Trời. Anh ăn gì? Anh muốn hỏi gì nè? Anh đang lục lại coi, biết đâu một cái tin rất là hot mà mấy nay cô chú anh chị mình cũng đã xem rất nhiều. Mà cô chú anh chị mỗi lần xem cô chú anh chị mình rất là bức xúc. Chị gì? Có một chị là tên là Kim Ho Ho, là con nhỏ ơ đợi cô chú anh chị. Đợi luôn à. Đó.
đó, nó tung một cái clip mới về Hồng Loan. Em có thông tin gì mới nhất gửi đến cô chú anh chị cùng xem không? Ý anh nói là cái đứa cái clip, mà nó nạo dừa đó hả? Đúng rồi, trời ơi ghê quá. Cái con nhỏ mà gọi là môi mới tới cổng mà răng đã vào lớp đó hả? Chân cái con nhỏ mà mọi người hay phía bên kia đó, phía lăng quăng bên kia hay gọi là bé đó hả? Trời ơi, bé hả? Gọi là bé đó. Nó hơi. Nhưng mà xin thưa với cô chú anh chị mình như thế này nè. Thường á, người ta gọi là bé đó là phải dễ thương. Người ta mới gọi cái tiếng chiều mến như là bé Tăng, bé Tài, ví dụ vậy. Thì người ta mới gọi là bé, dễ thương người ta mới gọi là bé. Chứ cái con nhỏ đó mà nó là bé cái gì? Nó là, phải nói là nạo. Nạo và ăn cắp, nó ăn cắp. Mà theo cái tiếng mà gọi là em gọi là tiếng Anh á, gọi là ổ xin. Xin. Mà tiếng Việt Nam của chúng ta gọi là ở đợ. Ở đợ đó. Mà nếu mà đi theo nghệ sĩ thì gọi là quản lý. Thì cho nó nổi xíu, cho nó dễ nghe xíu thôi. Nó nhiều tên lắm cả nhà. Nhưng bây giờ thì nó có lẽ là nó cũng chung một cái môn phái là ăn cắp. Rồi trà đồ nhôm á, là chôm đồ nhà của người ta đó, nó thì nó thuộc về cũng cỡ tương đương với các bạn á. Nó với lại cửa hai là chung lò ra. Anh biết vì sao mà nó tung cái video đó không? Tại vì em cái video đó đó là cái con răng này nè, con răng hô này nè, là nó muốn tung ra để cho cộng đồng mạng gần xa nghe thấy được cái video đó. Nó tưởng rằng á là tung ra là để Hồng Loan sẽ bị tấn công, bị công kích. Nó cho rằng là Hồng Loan là người đuổi nó ra. Thì nó là bị quen, nó bị đuổi. Vậy hả? Cộng đồng mạng sẽ ủng hộ nó. Trời ơi, có không? Thì trong cái clip nó là như vậy. Thì bây giờ thì mời nó ra. Đúng không? Thì rõ ràng. Nhưng nha cô chú anh chị. Ở đây có chữ nhưng nha. Không ngờ đó, cộng đồng mạng lại yêu thương và ủng hộ Hồng Loan nhiều hơn. Ủng hộ cái gì cả nhà? Ủng hộ Hồng Loan đuổi con răng hô đó ra khỏi nhà. Trời ơi, tới chuyện đó. Vì sao? Ngày xưa đó thì nó đi theo phò, nó đi theo gọi là ở đợ, giúp việc cho có nghệ sĩ. Thì bây giờ có nghệ sĩ mắc rồi thì mình phải biết phân biết phận, mình biết mình ở một cái vị trí nào. Đúng rồi, mình ra khỏi nhà chứ. Tài sản thì để lại cho con, Hồng Loan cho ở hay không là quyền của Hồng Loan. Hợp lý không cả nhà? Quá hợp lý đúng không? Hợp lý cho like. Thì Hồng Loan mời ra khỏi nhà, ở đợi mời ra là đã nhục rồi, đó đáng lẽ là phải tự đi ra, đúng không? Đúng rồi. Vậy mà nó cho là nó quen chỗ nào mà nó đăng lên clip như vậy ha. Còn cái trường hợp thứ hai á là khi mà nó ra đó cô chú anh chị, nó đem theo những cái kỹ vật, những cái mà của cố nghệ sĩ ngày xưa đã rất là quý, rất là trân trọng đó, tới bây giờ thì vẫn chưa tìm được. Thì hy vọng nếu mình còn liêm sĩ đó thì mình trả lại đi. Đúng chứ rồi. Mình giữ cũng có giá trị gì đâu, có ích lợi gì đâu. Nó nghĩ rằng nó muốn là gọi là ở đợ mà nó muốn làm mợ. Muốn làm mợ đây gì ta? Ở đợ mà muốn làm mợ, muốn làm mợ làm vợ đó. Ôi ghê. Thì bởi vậy cái con ve nó mới gọi là loại giọt máu lạ đó. Chắc con ở đợ nó đẻ ra đó. Còn đẻ được luôn á. Ai biết được đâu. Ai biết được chuyện đó xảy ra như thế nào. Không biết tại vì nó là giọt máu lạ. Giọt máu lạ, giọt máu gì đó. Giọt máu tới vậy đó. Giọt máu đó đó. Đó thì cả nhà mình thấy không ạ? Đó nha. Thì bây giờ em nói cô chú anh chị mình nè. Lúc trước khi mà nó tung cái đoạn clip mà Loan cho ra khỏi nhà đó, thì anh thấy là nó cho rằng là bị quen. Rồi tiếp theo là nó, lúc trước em còn nghe thấy được một cái đoạn clip là có nhiều cô chú là cảm ơn nó đã trong thời gian qua chăm sóc cố nghệ sĩ. Nó cho rằng nó chăm sóc cố nghệ sĩ nhiều lắm, mà mọi người cũng như là Hồng Loan phải mang ơn nó. Nhưng mà thật sự chớ chiêu một điều á, tại sao phải mang ơn? Tại vì ở đợ thì người ta trả tiền hàng tháng mà, đúng không? Làm công ăn lương thì mới là, cái đó là công việc phải làm. Đúng rồi. Cái đó là điều dĩ nhiên rồi, đúng không anh? Đúng mắc rồi. Gì mà phải gọi là mang ơn? Chính xác là như vậy. Mình đi làm thì mình lấy lương, mà chẳng những lấy lương mà gọi là vừa đủ đâu, mà nó còn lấy hơn. Đúng và rồi. Nó còn gọi là có những cái gì? Cái phiếu khống nữa. Đúng rồi. Chính miệng có nghệ sĩ đã nói ra, đây 4-5 cái phiếu khống, mà phiếu đâu phải phiếu nhỏ đâu. Ghê nào, phiếu nấy là bự chà bá. Đó, và bên cạnh đó thì nó còn làm nhiều chuyện khác nữa, như là cái gì đó, đĩa lậu, đĩa gì đó, cả nhà mình còn nhớ mà. Làm những cái băng đĩa lậu gì đó, trời ơi, còn những cái chuyện khác nữa cả nhà ơi. Chứ không phải đơn thuần như vậy đâu. Còn cái kênh, cái kênh mà nó thành lập ra, kênh YouTube của nó đó, thành lập ra đó. Thì em không biết là cái tiền mà gọi là hàng tháng nó sẽ chảy về đâu, nó đi đâu về đâu nữa cả nhà. Thì quan ức chỗ nào,
thì đây là nhà của cha người ta, cha mất thì để lại cho con. Bây giờ ngày xưa có người sĩ á, cho ở trong nhà vì đi theo ở đợ thì cái đó là điều dĩ nhiên, thì ở đó thì làm đó và lãnh lương đó hàng tháng. Nhưng sau khi mà có người sĩ mất, Hồng Loan là quyền, đó là quyền chủ nhà, người ta cho ở hay không là quyền của người ta. Đó, chứ mắc gì mà gọi là đăng lên để rủ lòng thương, đăng lên gọi là quan là ức lắm sao, quan chỗ nào ức chỗ nào, đúng không cả nhà? Khi mà em nói á, là con răng hô á, nó gọi là nó sẽ gọi là chuẩn bị là răng môi lẫn lộn, tự nhiên có người vô bên chửi em gì nè anh tay em, chửi mà em ngồi mắc cười, chửi em mà em không thấy đau mà em mắc cười, trời chửi em cười á, nó nói em á là nhìn mặt mà hiền quá sao mà tâm lại ác, chửi người ta hô coi chừng mai mốt mình hô hơn người ta đó nha. cái đó chắc phải đi đầu thai mới là mới biết được, chứ bây giờ thấy không có hô rồi đó, bây giờ là thấy ngon lành hơn con hô rồi đó. Mà nói về con hô này á, là em kể cho anh nghe nữa nè. Cái kiểu mà gọi là cậy á, cậy quyền cậy thế là ở đợ cho nghệ sĩ đó, nên hơi hay ra dẻ lắm anh. Trời ghê vậy ta, ra dẻ lắm ngày xưa, em hay ra dẻ quá phải không? Ngày xưa lên mộ á, cả nhà biết không ạ? Người ta chào nó xem thường người ta lắm. Trời, nó không bao giờ nó chào lại đâu. Thì sao vậy? Tại vì nó ra dẻ, nó tỏ là nó giống như là nó là ở đợ mà thích làm mợ đó. Ở đợ mà thích làm mợ nên nó hay ra dẻ lắm cả nhà. Nó tưởng là nó hay, nó tưởng là nó cậy được quyền, là nó được mọi người tôn trọng. Nhưng mà cuối cùng cây kim trong bậc thì cũng có ngày lòi ra thôi cô chú anh chị. Hay ra dẻ cái chỗ đó đó. Đó là cái con người hồn. Nhưng mà cộng đồng mạng đang gọi là rất là phẫn nộ nha, yêu cầu con hô phải trả lại những cái gì mà lấy của cố nghệ sĩ. Ha, cả nhà mình thấy không, có cái trường hợp con hô nào, có cái con ở đợ nào mà nó gọi là nó thờ bằng thờ ở nhà nó không? Không có đâu, không có đâu. Nhiều khi người ta mắc là người ta kỷ niệm đó một năm đó không? Một năm là tôn thờ vậy thôi, không ai đó. Trời ơi, cái này nó thờ nguyên một cái gọi là nào là hình tượng, nào là kỷ vật, nào là quần thờ. Áo. Trời ơi, quá trời luôn. Mà em nghĩ cũng lạ, trong cái drama này thì em thấy xuất hiện nhiều cái hiện tượng lạ lắm. Vậy hả? Giống như mẹ của con dê đi, là bà dê chúa đó. Rồi bà con dê con nè. Đó, trong khi mà là tôi, anh của tôi, cậu của tôi, nhưng mà lại không thờ, mà lại đem cho con răng hô răng thờ. Hồ, người ở đời. Mỗi lần mà tới ngày gì đó, tới giỗ quải gì đó, bắt đầu mới qua nhà con răng hô. Thì cô chú anh chị mình thấy là một cái drama có 102 không? Có một người nào mà người, lạ có gì ha? Một người cô là một người cha con, một đứa cháu khác họ đi dành nhà với lại một đứa cháu của mình và đứa em của mình không có nhận. Một điều thật sự là khó hiểu. Khó hiểu luôn. Nhưng mà cô chú anh chị mình cứ chờ đi. Pháp lý cũng gần rồi. Và cái ngày sơ thẩm cũng gần rồi cả nhà. Hy vọng là sẽ trước Tết nha. Bữa nay mới tháng 11, đầu tháng 12. Hy vọng là trước Tết. Nếu không trước Tết thì có thể là quý 1 năm sau. Đó, theo như em dự đoán là như vậy. Rồi giờ qua bên kia nữa ta. Giờ qua thêm năm nữa hả? Thì em nghĩ là vậy thôi chứ. Tại vì cái về hình sự thì nó nhanh. Nhân sự như lâu lắm anh ơi. Nó nhập nhằng lâu lắm. Trời ơi, cô chú anh chị phải chờ đợi nữa rồi. Trời ơi, cô chú anh chị. Mình muốn được cái mục đích của mình thì mình phải ráng chờ đợi nha cô chú chị ha. Rồi cái một cái câu hỏi thứ hai. Trước tiên này anh cũng cảm ơn Tài ha, cho anh một cái thông tin về con Kim Ho Ho. Kim Ho Ho. Kim Ho Ho. Con Kim Ho Ho. Nghe tiếng Hàn Quốc vậy. Đặt tên cho nó Son. Son. Nó Son nhưng mà nó hiền. Nó hiền quá. Đó. Thì có một cái tin thứ hai đó. Thì nói về chị Le Le ha, chị dâu em. Chị dâu của em và anh Bằng Thờ. Bằng Thờ. Thứ hai đó. Thì bữa giờ thì chắc nghe lâu rồi, chị hai nhảy đông đỏng lên về cái vụ hầm răng của Hồng Loan. Đó, nghe nói Hồng Loan làm cái hầm răng mới quá đẹp. Đó, quá đẹp, quá điều rồi nó tự nhiên nữa. Thì nghe chị hai nghe như vậy nó còn nhảy đông đỏng lên. Đúng bức rồi. Xúc quá. Cái điều đó là đúng rồi đó. Anh biết sao không? Sao vậy em? Sau khi mà con Le Le đó với lại thứ hai á là tung tin ra và nhờ con heo tay xanh đi đòi hàm răng với trị giá là 800 củ. Rồi cuối cùng bị bắt bài, bị anh Lê Minh trả 100 ngàn. Rồi sau đó thì Hồng Loan lại đi làm cái răng mới cả nhà tại một cái địa chỉ răng khác. Thì địa chỉ răng đó thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi ha. Em không phải nhắc lại nha cả nhà. Đó thì cái nơi địa chỉ đáng tin cậy Hồng Loan làm cái bộ răng thì cô chú anh chị mình thấy cũng khá là đẹp ha.
Đó, sau khi mà chị Hồng Loan làm răng xong thì cũng có đâu đó thì quảng cáo cho cái phòng răng đó nhẹ nhẹ xíu, và bên cạnh đó thì Linh Tý Bích Trâm cũng có quảng cáo một cái phòng răng đáng tin cậy nhẹ 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 xíu. Thì thế là ta đóng hai cửa chỗ nhổ răng ha, đóng hai nơi nhổ răng, và cái doanh thu của cô ta hình như là giảm đâu đó là cũng đáng kể cả nhà. Rồi có lẽ là nhảy đồng đồng lên à, nhảy đồng đồng lên gọi là không chịu đâu, anh không muốn chịu đâu, không chịu đâu. À, rồi sau đó thì ai chồng của con Le Le là Khứa Hai tiếp tục dính vào những cái đơn kiện, rất là nhiều đơn kiện nha. 20 tuổi mới ngày hôm qua rồi. Có nghe một cái đoạn clip không? Có, cái đoạn clip Khứa Hai nói gì ta? Nhiều khi có tiền nhiều chứ chắc gì có mạng để xài. Trời ơi vậy? Đang dọ người ta cả nhà ơi. Trời, đang hâm dọ người ta, đang chù dập người ta, đang gọi là muốn gọi là cái gì đây nè cả nhà. Trời ơi. Là ném đá giấu tay nè cả nhà. Trời, căng quá. Rõ ràng như vậy không? Tự trời nhiên ơi. Là một người nghệ sĩ u tối mà lên trên không gian mạng nói cái câu thật sự thấy sợ luôn. Sợ giống luôn. Giang hồ vậy. Có tiền chưa chắc đã xài, có mạng đã xài. Trời ơi. Chết mồ rồi. Chết rồi, tiêu rồi. Sao đây? Chết rồi. Đó. Sao một nghệ sĩ u tối mà mình nói chuyện như vậy được? Không được. Hạ hồi phân giải nha. Nghĩ sao mà phát ngôn như vậy? Phải nói là anh này anh dính có nhiều quá là nhiều chuyện. Trời làm ơi. Sao mà được xét duyệt cũng hay. Sao xét duyệt lên lên nghệ sĩ nhân răng. Nhân răng. Nghệ sĩ được nhân dân chửi nhiều nhất á. Và được post nhiều nhất và được nhiều đơn kiện nhất luôn á. Đó, và gọi là một người nghệ sĩ mà gọi là chôm á, chôm chỉ ăn cắp đó, chắc xám của người ta đó. Mới hôm qua em thấy like ha, like bán hàng, bán cái sản phẩm dầu gội thảo dược gì đó anh. Mà y xì cái mẫu của Hồng Loan luôn, nghe nói đâu là cũng đi ăn cắp chất xám của phía bên Bull đó. Ăn cắp những cái chất xám của đạo diễn người ta là đã đành rồi, bị người ta kiện 20 tuổi rồi. Thật sự trong lòng của Khứa Hai bằng Le Le này gọi là đang đánh lô tô đó, mà người ta tỏ vẻ là tôi ổn, không có gì hết. Lên mạng nói là chắc gì có tiền nhiều mà còn mạng để xài. Anh còn nhớ cái con Le Le nó nói cái câu nó cũng hù dọa anh ta không? Nó dọa anh ta đó, cái vụ mà gì cũng là tính mạng đó, liên quan tới tính mạng đó cô chú anh chị. Cái tụi bên đó nó hay hồi gọi là hù dọa rung cây nhát khỉ thôi. Đúng rồi. Nhưng mà cả nhà mình cứ chờ đợi đi ha. Rồi cuối cùng á, em chờ một ngày nào đó con Le Le nó sẽ đá đít con Khứa Hai nè, lúc đó em cười ẻ luôn. Em cười ẻ luôn cô chú ẻ luôn. Một ngày nào đó nha, là Khứa Hai phải gọi là trả lại tất cả những gì mà gọi là ăn cắp của người ta. 20 tuổi nha, bây giờ bán cái gì đây, không biết còn cái gì để bán hay không nữa. Chắc bán trứng quá. bán thận quá nói cô chú anh chị. Đó là thông tin về Khứa Hai Le Le, họ cay lắm. Tuy rằng họ không ăn ớt nhưng mà họ cay. Họ cay hơn là con ve luôn á. Đúng rồi. Mặc dù thấy như vậy đó, nhưng góc bên đó nó cay lắm nha cả nhà. Nó ăn cay, nó không ăn ớt mà nó cay tận ruột, tận gan luôn á. Đơn giản thôi, con ve nó cay vì cái vấn đề mà Hồng Loan là đăng cái hai MV. Cái nào cũng một cái triệu view, một cái nửa triệu view rồi. Anh thấy khủng khiếp chưa? Trong khi người ta không phải là ca sĩ, mà nó là ca sĩ sao sẹt á, nó là một cái sao sẹt đó sẹt. Mà gọi là không có được gì hết. Em đã từng nói đó, để cho em hát, em cover là một bài nào đó thì nhiều khi em view của em ăn đứt con ve luôn đó, chứ không ghê không ghê không em ráng tự tin như vậy luôn á cô chú anh chị. Âm xa xăm luôn đây nè. Nói đây á, thì em để em hát cho anh nghe một bài. Hồi sáng em thấy một cô kia cover một bài cái bài để em hát luôn được nghe. Rồi vô nói về ông Sặc Binh nha ha. Sặc Binh nè, dê chúa và dê con nha, ba người ha. Mời cô chú anh chị nghe tài 66 hát nha. Một giọng ca quanh vàng. Cái câu đó cô hát gì nè. Ba là con cá dồ, mẹ là con cá cha, con là con cá mập, ba con cá tham ăn. Ông Sặc Binh là con cá dồ, bà dê là con cá cha, con dê con là con cá mập. Ba con cá tham ăn. Đó, cả nhà thấy không? Một bài sáng tác của một cô. Thật sự sáng em nghe mà em mắc cười của chú này. Còn nữa, còn một đoạn sau nữa hay lắm, nhưng mà năng khiếu em tới đó là năng khiếu của em mới tới đó. Đó, rồi đó là thông tin về Khứa Hai thôi. Qua wow, trời Khứa Hai thì cô chú anh chị biết rồi. Bây giờ thì cái tên mới của anh ta là Hai Chôm. Rồi, Hai Chôm. Nói về Chôm
À, anh có thêm lên tí đăng bốn cái dĩa trái cây, bốn trái đó, bốn trái đó hả? Ừ, em có hiểu được cái bộ cái đọc đọc được cái bốn trái đó không? À, có nghĩa là hiểu được cái ý cái định là anh tí muốn nói gì đúng không? Ý định của anh tí là hình như là em nhớ là có trái chôm nè, sầu riêng nè, dừa và xoài đúng không? Đúng rồi, chôm dừa đủ xoài thôi. Trời, chôm dừa xoài gọi là chôm dừa đủ xài đó. Anh tí dặn nếu có chôm dừa đủ xài, đừng có chôm dư xài. Trời ghê hả? Còn anh là hiểu lầm anh tí nữa. Hiểu gì? Anh nói là cái chôm ha, trời, trái sầu riêng, trái xài với cho chú đủ gì đó. Thì anh đọc là cái gì? Chôm riêng à? Không có. Xoài, trái sầu riêng anh không biết ăn, anh là thúi. Anh kêu xài thúi dừa chôm. Xài túi vừa chôm, rồi túi vừa chôm á. Nói chung là nó có nhiều ý nghĩa lắm. Hồi nãy nó là chôm vừa đủ xoài làm thêm trái đu đủ vậy cho anh tí đó. Nó đáng lẽ ra phải dịch như thế này nè: chôm vừa chôm riêng vừa xài à, chôm riêng vừa xài dừa thôi. Mong cô chú vậy mọi người cùng mỗi hiểu ha. Nói chung là có ý nghĩa hết, nói chung là Linh Tý đưa ra cái gì đó, Linh Tý có thêm trái nữa cho nó đúng đúng ngũ quả đi, ngũ quả luôn rồi, mới có tứ quả thôi. Đủ không? Thêm đủ nữa đi, thêm cái trái đu đủ đúng không? Chôm riêng dừa đủ, dừa đủ xài, chôm riêng dừa đủ xài. Thêm trái đu đủ nữa. Hợp lý không? Hợp lý không? Quá hợp lý. Thêm muốn hợp lý nữa là cái đưa cái hai dứt lên đó. Hai gión. Rồi, cảm ơn Tài đã chia sẻ một thông tin rất là hay ha. À, một cái thông tin nữa thì anh xin phép hỏi em một cái vấn đề nữa ha. Nữa hả? Còn nữa rồi. Thôi một để bụng luôn. Rồi, một bụng ha. Hỏi đi anh. Này, hỏi nhiều quá thì cô chú anh chị mình coi cũng ngán. Thì thôi mình hỏi ít lại thôi. Để cô chú anh chị mình coi còn hấp dẫn nữa. Chứ mình còn diếm dấu bài nữa không chứ gì. Chứ mà hỏi nhiều quá hết bài, không có gì để hỏi nữa. Thôi bây giờ cái câu cuối nữa, anh muốn hỏi em về cái MV Hồng Loan như thế nào. Trời ơi, MV Hồng Loan thì anh cũng biết rồi. Chắc có lẽ là anh bận chăm sóc đứa con của mình bệnh mém rài đúng không? Anh không quan tâm, không phải là không quan tâm mà anh không có thời gian xem. Nhưng cô chú anh chị trên cộng đồng mạng ai cũng biết rồi, em chia sẻ này nhiều khi lại không hay bằng cô chú nữa. Đúng rồi. Trời ơi, cả nhà là cô chú anh chị mình ai cũng cài view hết trơn, cài view ngày, cài view đêm luôn. Nhiều khi anh em ra YouTube ra kênh không ai coi. Nó cài view á. Cài view Hồng Loan không. Đó thì thôi, cái đó là sự yêu thương của cô chú anh chị. Những cái view đó là những cái view yêu thương, những cái view tình, cái view nghĩa, cái view thật sự là quá là tuyệt vời, hạnh phúc vô cùng luôn. Hồng Loan liên tục gửi lời cảm ơn đến quý cô chú anh chị mình. Cái MV đầu tiên là Con Nhớ Ba đó là được 1.2.3 triệu gì rồi đó, thì cái còn cái MV thứ hai là Người Tình Mùa Đông đó là nửa triệu rồi. Nửa đó, triệu rồi cũng lọt top luôn, cái nào cũng lọt top hết trơn á. Hồng Loan lọt top, Con Ve lọt hầm cầu. Hồng Loan lọt top, Con Ve lọt hầm cầu cô chú anh chị. Đó thì rất là nhiều ca sĩ, nghệ sĩ gạo cội gọi là vào để ủng hộ chúc mừng Hồng Loan. Em thấy là ca sĩ Saka Chương Tiền nè, Quách Tấn Du nè, là Rào Vũ Thanh nè, rồi ai nữa ta. Anh biết cái kênh mà Giọng Ca Để Đời không? Cũng Quang Lập không? Đúng rồi, Quang Lập. Đó, biết vào chúc mừng nữa nè. Rồi. Đó, và nhiều nữa không thể nào nhớ hết luôn cô chú anh chị. Quá cả nhà mình thấy không, một khi đã lọt top rồi á thì mấy anh chị em nghệ sĩ gạo cội, những cây đa cây đề người ta đi trước á, người ta thấy được cái giọng hát của Hồng Loan chân chắc, thật thà, mộc mạc, dễ thương, dễ gần, dễ mến, không cần phải gọi là diễn sâu giống như Con Ve, không cần phải màu mè đâu, như vậy đó mà được yêu thương, được ủng hộ cô chú anh chị. Em tin chắc rằng nha, trong tương lai Hồng Loan cứ trao dồi gọi là cái âm nhạc của mình, đi học thêm về thanh nhạc hay là cái này cái kia gì để bổ trợ cho cái giọng hát của mình đó, thì Hồng Loan mà anh biết Con Ve nó sẽ gọi là cởi chuồng chạy ông vòng á. Thật sự biết sao không? Em đang suy nghĩ trong đầu mà có một cái chương trình nào á mà mời Hồng Loan lên mà gọi là đài truyền hình chơi những cái game show á, vậy Hồng Loan có cái khiếu hài hước anh. Đúng rồi, em nói Hồng Loan có khiếu hài hước nha cả nhà. Nếu mà cái chương trình đài truyền hình nào mà gọi là mời Hồng Loan mà đi game show gì đó thực tế hay là game show gì đó,
đó, thì thật sự là em nghĩ chắc cái con dê phải cỡ chuồng chạy vòng vì tức điên á cô chú anh chị, tức điên luôn. Tại sao ta là nghệ sĩ, ta là ca sĩ mà ta không được đi, trong khi con nhỏ không phải là ca sĩ mà vẫn được đi? Tại vì mình á, mình phải trả lời cho chính bản thân của mình, tại vì mình là tham quá, mình đòi nhà cho ở nhờ, người ta cho ở nhờ rồi mà còn lại mình muốn chiếm luôn, muốn giành luôn, muốn lấy của người ta làm của riêng của mình, không phải của mình. Đi tranh giành như vậy thật sự đó là xấu quá, bạn xấu quá đi, bạn xấu quá đi. Bạn rất là xấu, tôi không chơi với bạn nữa. Đó, cả nhà thấy không ạ? Đó là cái cuộc sống của chúng ta. Trong cái cuộc sống này á, chúng ta hãy đến với nhau bằng cái lòng chân thật. Mình chân thật thì sẽ gặp cái chân thật, mình đàng hoàng thì sẽ được yêu thương. Đó, mình sống phải thì ông trời ông sẽ ưu đãi. Còn mình sống co ro thì ông trời ông sẽ co rút mình lại. Co ro quá thì ông co ông rút lại còn có chút ác. Chứ không phải sống co ro ông trời sẽ cho hả? Co ro ông trời không cho gì. Mình sống đó là hẹp hòi hết. Cho cái búa. Ông cho cái búa, ông cho thiên lôi xuống á. Mình nghĩ sao á, nhưng mà cái trong cái câu chuyện này á là anh biết là em đang mong chờ gì nhất không? Chơi gì? Ông Lon được chơi game show ở một chương trình nào đó nè, và cái con Kim Hô phải trả lại những cái vật do Bắc Nam. Đúng nè. Rồi, nhất là cái gì, và anh nhớ là cái gì, huy chương vàng phải không? Đúng rồi, cái huy chương vàng đó vẫn chưa tìm được cho cả nhà. Và cái đặc biệt á là em đang mong chờ cái tin á là Khứa Hai và con Le Le sẽ gọi là nè, anh thấy nè, bàn tay nè, là Khứa Hai nè, nhỏ xíu nè. Sao nhỏ nè, xíu vậy em? Nhỏ xíu tại vì ổng là nam nữ nghệ sĩ, ổng có xíu vậy nè. Ủa vậy hả? Ổng nam nữ có nhỏ xíu vậy. Nam nữ nghệ sĩ nè. Đây là Quân Tài hả? Không, có đây là con Le Le. Cái thay nó bự nè, thấy không? Cái thay nó bự nè. Hai đứa lại kết hợp với nhau nè. Nó kết hợp với nhau nè. Nó kết hợp với nhau nè, nó là chồng tạm giờ thôi. Chưa có đăng ký kết hôn nha. Hèn chi nó không có hợp lại. Nó xúc một đứa chút xíu, đứa gây cái kiểu như con thằng lằn ôm cục đình. Nó không vô được của chú gì. Rung quá. Thằng lằn ôm cục đình đó. Hai đứa chỉ là chồng hờ vợ tạm thôi cô chú anh chị. Bây giờ cô chú anh chị mà tìm được cái giấy đăng ký kết hôn của con Le Le với Khứa Hai á, anh chịu gì cũng chịu luôn á. Trời ơi, con Le Le nó khôn lắm cả nhà ơi. Nó là con Le Le chúa đó, nó thành tinh. Nó thành tinh rồi đó chứ không phải đùa đâu. Em nói gì nói chứ dòng hời vợ tạm mà sao nó có bầu được. Uống sữa có bầu á. Ủa vậy? Càng uống càng phì ra bầu sữa đó. Không có đẻ ra gì em? Đẻ ra sữa. Đó. Thôi, chia sẻ nhiều thôi cô chú chị là chết anh cười. Anh cười khán giả cảm giác là vui đó. Con Le Le là thế nào cũng kiếm em, kiếm anh á. Trời, anh cười thôi, kiếm anh cười. Anh cười nhiều quá, con Le Le tưởng cười nó kiếm anh đó. Rồi, nó không quan tâm tới anh lại, đâu. Thứ hai cũng kiếm anh đó. Thấy thứ hai nó nói không? Nó nói là tiền nhiều chắc gì có mạng đã xài. Trời ơi. Rồi, tiền nhiều chắc gì có mạng để xài. Câu nói nó không biết ám chỉ ai. Đau lòng quá. Nghe muốn rụng á. Muốn rụng á. Trời ơi. Đổ mồ hôi chân. Trong khi một người nghệ sĩ mà có danh hiệu mà lên phát ngôn quá trời tào lao xăm bí đau. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Lại cô chú anh chị video sau nha. Đó là những thông tin buổi trưa hôm nay hai anh em chia sẻ. Và tối hôm nay cô chú anh chị đừng quên đăng ký kênh của mấy anh em, để mấy anh em có thể là like nè, hoặc là quay cho cô chú anh chị mình xem những cái video thật sự là hay nhất, đẹp nhất. Đó, anh em lúc nào cũng vậy, ở đâu có chương trình hay về những anh chị em như là yêu thương đó, anh Linh Tý, chị Bích Trâm, chú Tuấn hay là chị Hồng Loan rồi đó, thì sẽ quay cho cả nhà mình cập nhật được thông tin ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Đừng chào quên nha. Như vậy nha, xem video thấy hay đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ anh em nha cả nhà. Cảm ơn quý vị. Bye. Bye.